Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Bắt đầu từ đêm hôm thứ Năm, Trùng Khánh trải qua một loạt mưa lớn từ Tây sang Đông, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 410 triệu nhân dân tệ, theo Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt thành phố. Từ 20 giờ đêm thứ Năm đến 18 giờ chiều thứ Sáu, 297 trạm ở 21 quận và huyện của thành phố có lượng mưa lớn, 57 trạm có lượng mưa cực lớn, trạm có lượng mưa 164,2mm, trong đó có 19 trạm, từ 7 giờ đến 9 giờ trong ngày có lượng mưa 110,9mm. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, 25 con sông trong thành phố mực nước đã dâng cao. Trạm Kỳ Giang Đông Tây có mực nước cao nhất là 284,78m vào lúc 14 giờ chiều thứ Sáu. Tốc độ dòng chảy cực đại là 2.170m³ mỗi giây, vượt quá mức nước cảnh báo mức 1,19m. Quận Kỳ Giang đạt đỉnh vào lúc 16 giờ 38 phút hôm thứ Sáu. Mực nước đảm bảo là 222,5m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,5m lúc 17 giờ 50 phút. Mực nước cao nhất tại trạm U Cha trên dòng chính của sông Kỳ Giang là 202,6m vào lúc 20 giờ 42 phút tối thứ Sáu, và tốc độ dòng chảy cực đại là 3.610m³ mỗi giây, vượt quá mực nước đảm bảo 2,32m. Cho đến nay, trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 860.000 người tại 126 thị trấn và làng mạc ở 11 huyện và quận bao gồm Vinh Xương, Giang Tân, Kỳ Giang, Vĩnh Xuyên, Đại Túc, Nam Xuyên, Bảo Nam, Du Dương và Tây Sơn, khiến 11 người mất tích. Nước tràn vào các khu vực trũng thấp như phố Bắc Thành, đường Tân Giang và Cái Ba ở huyện Kỳ Giang, làm hư hại một hồ chứa nhỏ, với tổng thiệt hại kinh tế là 410 triệu nhân dân tệ. Sáng hôm qua, một nhóm công tác do Vương Tại Khâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học của Ủy ban Sông Dương Tử, do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Sông Dương Tử cử đến Trùng Khánh để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Thưa quý vị, kể từ đầu tuần, huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến có mưa liên tục, mưa to cục bộ đến mưa rất to. Lượng mưa tối đa ở thượng nguồn sông Bắc Tuyển là 183mm, mực nước sông tiếp tục dâng cao. Sau cơn mưa rào vào chiều thứ Bảy, Giang Tú Phong và 24 người khác từ làng Tây Vệ đến đảo Cổ Long Đầu, nằm ở trung tâm sông Bắc Tuyển ở Liên Thành có diện tích hơn 300 hectare để làm trang trại. Những người này bận bịu với công việc không ai để ý rằng do mưa lớn trên thượng nguồn, nước lũ đổ về khiến nước sông dâng nhanh, làm ngập con đường từ bờ sông ra cù lao giữa sông. Hơn 6 giờ chiều trời nhá nhem tối, khi người dân chuẩn bị về nhà sau một buổi chiều bận rộn thì phát hiện đường ra bờ sông đã ngập nước. Đối mặt với dòng lũ xối xả, người dân trong làng, chủ yếu là phụ nữ và người già, đã nhiều lần nắm tay nhau cố lội qua sông nhưng đều bị lũ cuốn trôi trong vòng 2 mét. Lúc này, Hoàng Thu Sinh, người ở độ tuổi ngoài 40 đã quen với sông nước, đã dũng cảm đứng dậy và mạo hiểm trước dòng lũ cuốn. Anh bơi ra bờ sông và chạy về làng cầu cứu. Nghe tin có 23 người bị lũ cuốn, làng lập tức cúp điện thoại báo cáo lên thị xã và huyện nhờ đến cứu. Vào trưa hôm Chủ nhật, tại làng Tây Vệ, thị trấn Bắc Tuyển, huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến, 23 dân làng, trong đó có Hoàng Minh Hoa đã được cứu sống sau khi bị nước lũ cuốn trôi mắc kẹt trên một hòn đảo biệt lập giữa sông trong 18 giờ. Sau khi nhận được cuộc gọi, các bộ phận liên quan ở tất cả các cấp trong huyện Liên Thành đều rất coi trọng nó. Quốc Hòa, phụ trách trụ sở kiểm soát lũ lụt sông Dương Tử của quận đã liên tục thông báo về tình hình cứu hộ qua điện thoại. Các nhân viên an ninh công cộng đã vội vã đến làng Tây Vệ và hợp tác đầy đủ với các quan chức của thị trấn Bắc Tuyền để thực hiện công tác cứu hộ một cách toàn diện. Lúc này, trời đã tối hẳn, thị trấn Bắc Tuyền đang mưa rất to, nước sông vẫn dâng cao, lũ ngày càng dữ dội. Con sông vốn rộng hơn 30m này đã rộng hơn 70m nên công tác cứu hộ gặp rất khó khăn. Lũ về quá nhanh không thể bơi qua sông, thuyền bè trong làng quá nhỏ, trèo bằng tay không cẩn thận có thể bị lật úp khi lũ lên nhanh. Lực lượng cứu hộ trong quận đã thử 6 hoặc 7 phương pháp, tất cả đều thất bại do trời tối và nước chảy xiết. Cuối cùng, qua nghiên cứu tại chỗ của lực lượng cứu hộ đã xác định rằng đêm hôm đó lũ sẽ không tràn qua đảo, nên quyết định đợi đến khi nước chảy chậm lại vào ngày hôm sau mới dùng thuyền xung kích đến cứu. Sau đó, huyện điều động thuyền xung kích đưa bánh bao, nước khoáng, quần áo ấm đến đảo biệt lập, đồng thời bố trí cho những người bị mắc kẹt nghỉ ngơi qua đêm tại phòng quản lý trại vịt trên đảo biệt lập. Các cán bộ chính quyền của thị trấn Bắc Tuyển ở Liên Thành thay phiên nhau túc trực bên sông để liên lạc với những người dân bị mắc kẹt trên đảo nhằm ngăn nước sông dâng cao trở lại và nhấn chìm hòn đảo. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, mưa lớn đã tạnh, nước sông dần chảy chậm. Đội cứu hộ của huyện Liên Thành đã cử các thuyền xung kích đến giải cứu những người bị mắc kẹt lên bờ thành 3 đợt. Cảm ơn các bạn đã dốc toàn lực giải cứu và để chúng tôi thoát nạn kịp thời. Một người dân làng 78 tuổi Hoàng Minh Hoa xúc động nói lời cảm ơn. Quý vị thân mến, theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, từ đầu tuần trước, Bắc Kinh,
Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác có mưa bão lớn. Theo thống kê sơ bộ của Cơ quan Quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, 12 người ở Bắc Kinh và Hà Bắc đã chết hoặc mất tích do mưa lũ và tình hình lũ lụt chi tiết đang được xác minh thêm. Từ hôm thứ Hai và thứ Ba tuần trước, lượng mưa trên cả nước chủ yếu tập trung ở vành đai mưa từ thượng lưu sông Dương Tử đến phía Đông Bắc. Khu vực có cường độ lớn nhất chủ yếu ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và thượng nguồn sông Dương Tử. Lượng mưa trung bình trên bề mặt là 270mm, lượng mưa điểm cực đại là 560mm, lớn nhất kể từ năm 1949. Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hơn 10 con sông, bao gồm thượng lưu sông Dương Tử, trung lưu sông Hoàng Hà, thượng lưu sông Siao, sông Hải Hà và sông Đại Khánh, đã trải qua những trận lũ siêu cấp. Đến 1 giờ chiều thứ Ba, mực nước đỉnh lũ tại kênh Bắc lưu vực sông Hải Hà là 19,77m, lưu lượng tương ứng là 1.590m³ mỗi giây. Cả về mực nước và lưu lượng đều đứng thứ nhất trong kỷ lục đo đạc kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Vào thời điểm đó, mực nước tăng lên 19,22m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 555m³ mỗi giây. Cả mực nước và tốc độ dòng chảy đều được xếp hạng đầu tiên kể từ khi hồ sơ đo lường thực tế bắt đầu vào năm 1958. Theo thống kê, trong quá trình cứu hộ và cứu trợ thiên tai do mưa lớn, Bắc Kinh đã điều động tổng cộng hơn 12.000 lực lượng cứu hộ thoát nước khẩn cấp và quân đội túc trực, 510 phương tiện kiểm tra đường bộ và tổng cộng hơn 1.000.000 m³ thoát nước. Nước ngập úng về cơ bản đã được xử lý xong trước 6 giờ và 30.695 người ở các khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất đã được di dời khẩn cấp, hơn 70.000 người đã được di dời đến Bảo Định, Thừa Đức và hơn 5.600 ở các khu vực khác bị lũ lụt đe dọa ở tỉnh Hà Bắc. Người dân được tổ chức tuần tra bờ kè để kiểm tra mức độ nguy hiểm và giải cứu cảnh quan Ieh San Po, hơn 100 du khách bị mắc kẹt trong khu vực. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới số 4 năm nay dự báo sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ phía Đông Hải Nam đến phía Tây Quảng Đông từ tối thứ Tư đến rạng sáng thứ Năm. Bị ảnh hưởng bởi bão, dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to từ Đông sang Tây, trong đó có mưa lớn ở các vùng phía Tây Quảng Đông, Bắc Hải Nam và Nam Quảng Tây. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã ban hành thông báo tới 4 tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, cũng như Bộ Tư lệnh Phòng chống lũ lụt Châu Giang và Thái Hồ để lên kế hoạch và triển khai công tác phòng chống bão trước. Năm cảnh báo sớm đã được đưa ra trong vòng 24 giờ và Trương Quang Ninh đã yêu cầu làm tốt công việc phòng chống ngập úng đô thị. Đầu tuần này, cũng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gió mùa, khu vực nội thành Quảng Châu có mưa to đến rất to, có nơi mưa to đến rất to. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lần đầu tiên được phát ra trong năm nay và 5 tín hiệu cảnh báo thời tiết đã được phát ra ở Quảng Châu trong vòng 24 giờ. Trụ sở chính của 3 phòng thủ thành phố cũng đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 1 đối với mưa bão. Trương Quang Ninh, Bí thư Thành ủy, yêu cầu tất cả các địa phương thực hiện trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và làm tốt công tác phòng chống ngập úng đô thị. Thị trưởng Vạn Thanh Lương chỉ đạo tất cả các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống mưa bão theo kế hoạch và tăng cường phòng thủ các khu vực yếu. Mưa lớn bắt đầu rơi ở Quảng Châu vào ngày hôm kia và trạm khí tượng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 23 giờ 22 phút đêm ngày hôm kia. Một giờ sau, mưa to dần, đài khí tượng đổi cảnh báo mưa dông màu cam. Kể từ đó, mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của Quảng Châu và mưa sẽ tiếp tục. Đài quan sát khí tượng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên trong năm nay và đã không bị hủy bỏ cho đến 7 giờ 45 phút sáng ngày hôm qua. Trận mưa xối xả ngày hôm đó tưởng chừng đã dứt. Bất ngờ đến chiều, hệ mây mưa dày đặc lại ập đến. Lúc 17 giờ 32 phút, đài khí tượng phát tín hiệu báo mưa dông màu vàng. Lúc 18 giờ 1 phút, tín hiệu màu xanh cảnh báo dông lốc và gió giật mạnh được phát đi. Chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, từ khoảng 22 giờ tối thứ Ba, một số tuyến đường trũng thấp hoặc các tuyến phố nội ô trong nội đô liên tục bị ngập nước, trong đó có 28 điểm ở khu vực trung tâm thành phố bị ngập nước ít ngày. Trong số các điểm, nghiêm trọng hơn là đại lộ Trung Sơn, trước Học viện Ngoại ngữ Nam trên đại lộ Bạch Vân và đường Đông Vận Thành. Ngoài ra, một cột viễn thông bị sập tại đường bộ số 37 Trúc Giang Ema. Theo thông tin thảm họa do Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thảm họa quốc gia công bố vào hôm thứ Tư, thảm họa mưa lũ, lũ lụt, gió lớn và mưa đá kể từ đầu tháng đến nay đã khiến 467 người chết hoặc mất tích ở Trung Quốc. Kể từ đầu tháng này, hầu hết các vùng của Trung Quốc đều có mưa lớn, bao gồm thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão ngắn hạn, gió mạnh và mưa đá, dẫn đến Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương và 29 tỉnh và khu tự trị. Có 263.439 quận và một số trung đoàn của quân đoàn xây dựng Tân Cương đã phải hứng chịu lũ lụt, sạt lở đất, lở núi và mưa đá, lũ lụt, sạt lở đất.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Điều này không chỉ là sự thật lịch sử, mà còn có cả căn cứ pháp lý chứng minh, khẳng định và được cả thế giới công nhận. Thế nhưng lâu nay, chính quyền Bắc Kinh vẫn luôn tìm mọi cách để vùi lấp đi sự thật đó, đưa ra những bằng chứng trên trời rơi xuống để loài mắt thiên hạ rằng Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, dù cho lâu nay không một tổ chức nào trên thế giới công nhận điều này cả. Và khi không có được bằng chứng và tài liệu đáng tin cậy để chứng minh được chủ quyền lịch sử của mình trên Biển Đông, các học giả và quan chức Trung Quốc đã quay sang chơi trò ngụy tạo bằng chứng, cố gắng bằng mọi cách xác lập tính chính danh của họ cho những vùng biển và thực thể trên biển vốn chưa bao giờ thuộc về họ. Vậy những bằng chứng nào đã được chính quyền Bắc Kinh tung ra để tranh giành quyền sở hữu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh hải của Việt Nam? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Có thể nói xét về độ mưu mô xảo quyệt, Trung Quốc đứng thứ hai thì khó ai mà tìm ra người đứng thứ nhất. Hiện nay, trong khi cả thế giới đang phải tất bật với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thì đất nước được coi là khởi nguồn của đại dịch thế kỷ này lại muốn tạo ra một cuộc xung đột khác ở Biển Đông. Nước này muốn tìm mọi cách lấn chiếm rồi dần dần độc chiếm Biển Đông. Quan trọng không kém, Bắc Kinh muốn ép buộc thế giới phải tin rằng họ có đầy đủ tư cách can dự vào khu vực này bằng cách cố gắng ngụy tạo tính chính danh ở Biển Đông và các thực thể trên biển của họ, không hề có chút quyền sở hữu nào. Để thuyết phục người dân trong nước và thế giới tin mình, Trung Quốc đã ngụy tạo ra bằng chứng về việc tự vẽ lịch sử. Nhà báo kỳ cựu BBC Bill Hinton cho biết, trong cuốn sách Cạnh tranh ở Nam Hải, tác giả Sean Wien cho biết, một bằng chứng của chủ quyền Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa xuất xứ từ tận năm 1883, tác giả này trích nguồn tham khảo duy nhất từ bài báo trong tạp chí Minh, xuất bản hồi tháng 5 năm 1974 viết rằng, triều đình nhà Thanh khi đó chính thức phản đối một chuyến đi thám hiểm của các chuyên gia Đức đến Trường Sa. Tuy nhiên, trên thực tế, đây hoàn toàn là thông tin giả mạo. Các tài liệu lịch sử của Đức cho biết, các nhà thám hiểm Đức vẽ bản đồ quần đảo Hoàng Sa chứ không phải Trường Sa. Từ năm 1881 đến năm 1883, họ hoàn thành chuyến thám hiểm và xuất bản bản đồ này. Một ấn phẩm bằng tiếng Pháp được xuất bản năm 1885. Vì tác giả này tiếp tục lập luận rằng Công ước Pháp-Thanh năm 1887 do chính phủ Pháp đàm phán với Triều Thanh để phân chia đường biên giới Việt Nam với Trung Quốc là thỏa thuận quốc tế công nhận quyền kiểm soát các đảo trên Biển Đông cho Bắc Kinh. Quả thật điều 3 của Công ước Pháp-Thanh đúng là công nhận các đảo phía đông kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút cho Trung Quốc. Thế nhưng vị tác giả này cũng như nhiều học giả không biết là vô tình hay cố ý lại không nhận ra rằng Công ước Pháp-Thanh được áp dụng đối với Bắc Kỳ. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là ở phía nam Việt Nam và hoàn toàn không nằm trong phạm vi bao trùm của công ước này. Các học giả Trung Quốc và thân Trung Quốc còn khẳng định quan chức Triều Thanh chính thức công du đến quần đảo Hoàng Sa vào năm 1902 rồi trở lại vào năm 1908. Rồi thì nguồn tài liệu do một ủy ban ở tỉnh Quảng Đông xuất bản năm 1987 cho thấy vào hồi tháng 6 năm 1937, vị lãnh đạo khu hành chính số 9 của Trung Quốc là ông vua An Gia đã bí mật đi thuyền tới quần đảo Hoàng Sa, chở theo 30 tấm bia đá. Một số khắc năm 1902, một số là năm 1912 và số còn lại là năm 1921 tại đảo Bắc của Hoàng Sa, nơi Trung Quốc chôn 2 tấm bia đá khắc năm 1902 và 4 bia khắc năm 1912. Trên đảo Lincoln, họ chôn bộ bia khắc năm 1902, một bia khắc năm 1912 và một bia khắc năm 1921. Trên đảo Phú Lâm họ chôn hai bia khắc năm 1921 và trên đảo Đá họ chốt một bia khắc năm 1912. Các tấm bia này bị lãng quên cho đến năm 1974. Sau khi dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, quân đội Trung Quốc phát hiện tấm bia này và báo chí nước này đồng loạt hò reo khẳng định chủ quyền của Trung Quốc với đảo Hoàng Sa. Và thế là chuyến công du chính thức năm 1902 tưởng tượng được đưa vào sử sách Trung Quốc như là chuyện có thật. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều tài liệu có thể chứng minh và phân định rõ ràng Hoàng Sa, Trường Sa là hai quần đảo máu thịt của Việt Nam. Thậm chí, chính các tư liệu thư tịch cổ của người Trung Quốc trước thế kỷ 20 về trước cũng đã thừa nhận điều này. Hoàng Sa và Trường Sa chưa từng được ghi nhận trong phương chí và bản đồ hành chính của Trung Quốc. Các bản đồ Trung Quốc có niên đại sớm nhất là từ năm 299 trước công nguyên cho đến đầu thế kỷ 20 đều thể hiện cực nam lãnh thổ Trung Quốc, chỉ đến đảo Hải Nam tiêu biểu như Hoàng Chiêu Địa Dư Toàn Đồ năm 1728.
Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ năm 1904, Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ năm 1908, Trung Hoa Dân Quốc Phân Tỉnh Tân Đồ năm 1933, một lập luận với các học giả Trung Quốc hay sử dụng để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa là nước này phản đối việc Pháp với tư cách là nhà nước bảo hộ Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa tháng 7 năm 1933. Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc không hề đưa ra bất kỳ lời phản đối chính thức nào. Các học giả đã nghiên cứu và cho biết, theo ghi chép trong các tài liệu của Trung Quốc, thì Hội đồng quân sự nước này đã họp vào tháng 9 năm 1933 và xác định quần đảo Trường Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc nên không lên tiếng phản đối. Sau đó, đến năm 1946, chính quyền Trung Quốc ghi vào tài liệu nhà nước rằng năm 1933 có lên tiếng phản đối chính thức, như thể chuyện đó đã từng xảy ra, nhưng sự thật là không hề có bất cứ lời phản đối nào của Bắc Kinh. Năm 2002, báo chí truyền thông Trung Quốc từng hùng hồn mô tả nước họ đã tổ chức 3 chuyến thăm dò quy mô lớn ở Trường Sa năm 1932, 1935, 1947. Nhưng các tài liệu lịch sử cho thấy, Trung Quốc chẳng hề tổ chức một cuộc thăm dò nào ở Trường Sa mà chỉ copy các tấm bản đồ quốc tế mà thôi. Nhưng rồi Trung Quốc vẫn cứ nhận vơ rằng Trường Sa là lãnh thổ cực nam của nước này mà thôi. Câu chuyện lịch sử mà Bắc Kinh dựng nên theo mô típ người Trung Quốc xác lập chủ quyền ở Biển Đông từ nhiều thế kỷ trước kèm theo bản đồ giả, đồ cổ giả, được cho là do nước này tự đổ xuống biển xong rồi lại vứt lên đã hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí trò tự vẽ lịch sử bằng ngụy tạo khảo cổ này đã bị vạch trần trước công luận quốc tế. Vậy nên chính quyền Bắc Kinh thay đổi mưu kế, chuyển qua chiến lược ngụy tạo tính chính xác của họ bằng những câu chuyện có vẻ gần gũi với đời sống xã hội hiện đại hơn. Đó là việc Trung Quốc tự tiện đặt tên chính thức cho các thực thể dưới đáy Biển Đông vốn không thuộc quyền sở hữu của họ. Cụ thể, vào tháng 4 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã tự ý công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn của hàng chục đảo, bãi đá và thực thể địa lý trên Biển Đông. Các danh xưng tiêu chuẩn mà Bộ Dân Chính và Bộ Tài nguyên Trung Quốc tự tiện công bố ngày 19 tháng 4 năm 2020 theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, được áp dụng cho 25 đảo, rạn san hô và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông. Ngoài việc ngang nhiên đặt tên cho các thực thể này, phía Trung Quốc còn công bố thêm kinh độ, vĩ độ của chúng. Đáng chú ý, trong những thực thể này và những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý, họ đối cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý. Động thái ngang ngược này của Trung Quốc chỉ một ngày sau khi chính phủ nước này tuyên bố thành lập cái gọi là quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cũng vào hồi tháng 4 năm ngoái, trong một tài liệu đệ trình lên Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã ngang ngược cáo buộc Việt Nam đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, hòng tạo ra tranh chấp. Văn bản do phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đệ trình còn nhấn mạnh Bắc Kinh đã liên tục phản đối xâm lược và chiếm đóng trái phép của Việt Nam trước khi lớn tiếng yêu cầu Việt Nam rút tất cả người và phương tiện, thiết bị ra khỏi các đảo đá đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính quyền Bắc Kinh đã bước vào một giai đoạn thể chế hóa những hành vi phi pháp của mình tại Biển Đông. Dù đó là một thể chế ngụy tạo nhằm tìm kiếm sự chính đáng không được chấp nhận và để bảo vệ sự đúng sai ngụy tạo ở Biển Đông, Trung Quốc còn tiến hành cả cuộc chiến tâm lý. Họ tăng cường đe dọa bắt nạt tàu thuyền, máy bay dân sự, quân sự của các nước trong và ngoài Biển Đông, khiến các nước trong khu vực đều phải sợ chúng, còn các nước bên ngoài khu vực thì phải rời đi. Chúng còn huy động tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam, đưa nhóm tàu đầy tranh cãi địa chất thải Dương Táng vào Biển Đông. Cùng việc bày binh bố trận dân quân biển thời gian vừa qua là những minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, như đã nhiều lần khẳng định, có một sự thật không chỉ riêng chính quyền Bắc Kinh mà bất kể thế lực nào cũng cần phải nắm được. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được phép của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền Việt Nam và không có giá trị pháp lý. Bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này đã và đang được nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế và nhiều nhà khoa học khẳng định. Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này kể từ khi chúng còn là đất vô chủ, chỉ ít là từ thế kỷ 17. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo này là rõ ràng, liên tục, hòa bình, phù hợp với nguyên tắc thủ đắc lãnh thổ hiện hành, nguyên tắc chiếm hữu thực sự của công pháp quốc tế. Các bạn thân mến, là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, Hoàng Sa Trường Sa được chứng kiến và ghi dấu sự hy sinh anh dũng của rất nhiều thế hệ cha ông
đã có được non sông đất nước ngày hôm nay. Do đó mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai của đất nước, phải luôn nắm chắc các kiến thức và ý thức về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là kiến thức về mặt pháp lý. Đó chính là hành trang vững vàng nhất để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước trước mọi nanh vuốt, tâm cơ sở an nguy của kẻ thù xâm lược. Từ trước tới nay, thế giới vẫn nhìn vào Việt Nam kiểu chả sản xuất được cái gì ra hồn, tới con ốc vít cũng phải nhập khẩu. Ấy thế mà mới đây, một vài nhân vật máu mặt trên thế giới cũng phải vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi biết tới những loại vũ khí do chính tay Việt Nam sản xuất. Trong đó có cả các siêu cường thế giới như là Hoa Kỳ hay là anh bạn láng giềng Trung Quốc của chúng ta nữa đấy. Thậm chí là nhiều nước còn cho rằng với dàn vũ khí cây nhà lá vườn này, Việt Nam dư sức sánh ngang với các cường quốc quân sự trên thế giới đấy nhé. Vậy thì đó là những loại vũ khí nào và liệu rằng sức mạnh của dàn vũ khí made in Việt Nam này có thực sự là đối thủ đáng gờm của các siêu vũ khí trên thế giới hay không? Nếu các bạn cũng đang tò mò thì hãy cùng với tin mới đi khám phá ngay 7 vũ khí khủng do Việt Nam tự sản xuất. Mở đầu danh sách những vũ khí bá đạo do Việt Nam sản xuất chính là tên lửa đẩy TB-02. Đây là loại vũ khí mang tầm chiến lược, có vai trò quan trọng trong các trận địa phòng không, bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Nếu như trong quá khứ tên lửa SAM của phòng không Việt Nam đã quật đổ pháo đài B-52 của Mỹ, thì nay với công nghệ cải tiến tên lửa TB-02 được cho là đối thủ đáng gờm đối với các siêu tên lửa trên toàn thế giới. Điểm đáng chú ý ở tên lửa này là với tải trọng khoang chứa lên tới 12 kg, TB-02 hoàn toàn có thể lắp đặt thêm các thiết bị dẫn đường cũng như là một đầu đạn nổ phân mảnh để làm nhiệm vụ đánh chặn, hoặc thay vào đó là đầu đạn nổ lõm cho nhiệm vụ chống tăng tương tự trên tên lửa Hermes của Nga. Ngoài ra, công nghệ tên lửa phóng vệ tinh là loại lưỡng dụng, cho nên là TB-02 hoàn toàn có khả năng biến thành tên lửa đạn đạo chiến lược hay tên lửa phòng không, đảm bảo tiêu diệt mọi kẻ thù có ý định xâm lược vùng trời của nước ta. Và sự ra đời của TB-02 đã cho thấy rằng kế hoạch phát triển tên lửa nội địa của Việt Nam đã tiến được một bước khá dài rồi đấy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hỏa thần diệt tăng RPG-29 súng chống tăng, hay còn được biết đến với cái tên là hỏa thần diệt tăng RPG-29, thực chất là vũ khí do Liên Xô sản xuất và được quân đội ta đưa vào biên chế từ năm 1989. Sau một thời gian sử dụng, nền quốc phòng Việt Nam ngày nay đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ sản xuất loại vũ khí này. Và nếu ở Liên Xô nó có tên là RPG-29, thì hỏa lực do người Việt Nam làm ra lại được định danh là SCT-29. Điều này đã làm cho giới chuyên gia vô cùng kinh ngạc về khả năng chế tạo vũ khí của Việt Nam, bởi vì RPG-29 được biết đến là vũ khí có khả năng tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Bằng chứng là tại chiến trường Syria, RPG-29 đã cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình khi tiêu diệt cả vua xe tăng Merkava MK4 của Israel. Nhưng chưa hết đâu, với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ RPG-29 còn được đánh giá là có khả năng phá hủy các loại xe tăng hiện đại, bao gồm cả M1A2 Abrams của Mỹ lẫn cả T-90A của Nga nữa. Nhân vật tiếp theo mà tôi muốn nhắc tới chính là tên lửa chống hạm KCT-15. Mặc dù sở hữu ngoại hình tương tự tên lửa 3M24 của Nga, xăm nhìn vậy mà lại không phải như vậy đâu nhé. Tên lửa KCT-15 của Việt Nam sản xuất sở hữu nhiều điểm khác biệt khiến nâng tầm sức mạnh hơn hẳn phiên bản của Nga. Thay đổi lớn nhất chính là cách bố trí động cơ giúp cho KCT-15 mở rộng phạm vi tấn công tên lửa, trong khi mà 3M24 bắt đầu sản xuất từ đầu những năm 1980 chỉ có tầm xa là 130 km, thì KCT-15 lại sở hữu tầm hoạt động gấp đôi lên tới 260 km. Có thể thấy rằng sự thành công trong việc chế tạo tên lửa KCT-15 là bước đi đầu tiên cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiến bước vào làm chủ công nghệ chế tạo tên lửa quân sự, và sau này sẽ là các tên lửa siêu âm và một thế hệ tên lửa KCT-15 đa nhiệm. Những loại tên lửa này sẽ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Vũ khí thứ tư trong danh sách ngày hôm nay chính là sản phẩm được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp đóng tàu Việt Nam. Xin được giới thiệu tàu pháo TT-400TP. Trên thực tế thì rất ít người biết rằng doanh nghiệp đóng tàu chính của Việt Nam đang rất phát triển và một trong những sản phẩm đang góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Đó chính là tàu pháo TT-400TP. TT-400TP có trọng tải tràn nước là 413 tấn khi không tải và lên tới 480 tấn khi toàn tải.
tốc độ tối đa là 32 hải lý một giờ, tầm hoạt động là 2.500 hải lý. Khi tàu chạy ở tốc độ kinh tế là 14 hải lý một giờ, tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9, 10 và sóng cấp 8. Về vũ trang, tàu được trang bị súng máy phòng không 14,5 ly, pháo hạng tự động 76 ly AK-176 và một pháo tự động 6 nòng 30 ly AK-630, có radar dẫn bắn để tiêu diệt mục tiêu trên biển và trên không. Ngoài ra, TT-400TP còn có hệ thống tên lửa phòng không Manpad SIN-14 Grossi 2 ống phóng. Bên cạnh đó, thì chiếc tàu chiến này còn được trang bị một loạt hệ thống radar giúp định vị và thông tin liên lạc với đất liền. Tiếp theo cũng là một loại pháo, nhưng ở một tầm cao hơn với những tính năng vượt trội hơn. Đó chính là pháo cao tốc AK-630M. Kể từ khi ra đời vào năm 1960, do Liên Xô chế tạo thì AK-630M luôn được xem là lá chắn bất khả xâm phạm trên biển trước mọi đòn tấn công của kẻ thù. Tới nay thì loại pháo cao tốc này đã trở thành thứ vũ khí không thể thiếu trên hầu hết mọi lớp tàu chiến của Nga và nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam. Đây là dòng pháo đa nòng khi sở hữu tới 6 nòng pháo cỡ 30 ly, giúp cho pháo có tốc độ bắn lên đến 5.000 pháo một phút với tầm bắn tối đa lên tới 5.000 mét. Do đó mà khẩu AK-630M được coi là loại pháo có tốc độ bắn nhanh nhất thế giới hiện nay. Tốc độ bắn của loại pháo này có phần nhỉnh hơn cả một vài phiên bản của pháo cao tốc Flanland, thứ vũ khí tương tự được Mỹ và NATO sử dụng. Hiện tại thì AK-630M đang được trang bị trên các tàu chiến hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam như là tàu hộ vệ tên lửa Shepard, tàu tên lửa Moniya, tàu tên lửa Taratun. Các tàu chiến này đều được trang bị ít nhất 2 tổ hợp AK-630M cung cấp lá chắn bảo vệ toàn diện. Và tất nhiên rồi, khi nhắc tới các vũ khí làm thay đổi quy mô và cục diện trận chiến thì chắc chắn không thể không nhắc tới những khẩu súng tỉa. Trong dàn vũ khí do Việt Nam sản xuất đã sở hữu một loại súng tỉa cực kỳ hiện đại nhưng lại ít xuất hiện và chỉ được mang ra sử dụng trong những trường hợp đặc biệt mà thôi. Trong đó thì không thể không nhắc tới súng bắn tỉa SBT-12M1. Đây là loại súng bắn tỉa hạng nặng made in Việt Nam, toàn diện từ thiết kế lẫn chế tạo, sở hữu chiều dài nòng súng dài tới 1 mét. Khẩu súng này có độ chính xác cực cao, có thể tiêu diệt địch ngay và luôn khi mà đối tượng đã nằm trong tầm ngắm. Chưa kể cấu tạo giảm giật, giảm tiếng ồn, tạo điều kiện cho các chiến sĩ của ta chiến đấu an toàn nữa. Một điểm đáng chú ý khác trên SBT-12M1 đó là nó đã được trang bị ống ngắm quang học KN-12BT do Việt Nam tự sản xuất, có độ phóng đạn 10 lần, phạm vi quan sát mục tiêu tối đa là 1.800m. Bên cạnh đó, súng cũng có thể được tích hợp các loại kính ngắm đêm hoặc là hỗn hợp ngày đêm. Sức mạnh của khẩu súng này thì khỏi phải bàn bởi vì nó hoàn toàn có thừa khả năng xuyên thủng các xe tăng bọc thép, gây tổn hại lớn cho địch. Có thể thấy việc trang bị các trang thiết bị công nghệ cao đã giúp cho SBT-12M1 sở hữu uy lực không hề thua kém các dòng súng bắn tỉa hàng đầu của Nga hay là Mỹ các bạn nhỉ. Và nhân vật cuối cùng mà tôi muốn nhắc tới trong dàn vũ khí khủng made in Việt Nam ngày hôm nay chính là súng trường tấn công STLA-1. Trong biên chế của Việt Nam có một vài loại súng trường tấn công cực kỳ hiện đại nhưng lại ít xuất hiện, thường được trang bị rất hạn chế và chỉ được mang ra sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Trong đó thì không thể không nhắc tới súng trường tấn công STLA-1. Đây là một sản phẩm cải biên do Việt Nam tự nâng cấp, dựng trên phiên bản AKM nổi danh một thời. Thậm chí là truyền thông quốc tế còn một thời hiểu lầm khẩu súng trường tấn công này là khẩu AK-103 do nó có ngoại hình khá giống với khẩu súng hiện đại do Nga sản xuất. Về cơ bản thì súng có thiết kế với màu đen tuyền bao phủ toàn bộ, kèm theo đó là chóp ủ giật giống hệt với phiên bản đầu nòng ủ giật như trên khẩu AK-103. Nhờ trục ủ giật mới này giúp cho súng có độ ổn định tốt hơn. Khi bắn liên thanh, độ trục đạn cũng được cải tiến nữa. Thân súng được áp dụng công nghệ vật liệu polymer cao phân tử. Việc loại bỏ vật liệu gỗ ép để thay thế bằng vật liệu polymer tổng hợp các phân tử và sản xuất thân súng đã giúp cho trọng lượng của súng vừa nhẹ trong khi vẫn đảm bảo được độ bền cơ học. Điều đặc biệt là việc thành công khi gắn súng phóng lựu kẹp nòng. M203 của Mỹ đã làm tăng sức mạnh hỏa lực cho súng, biến khẩu súng này trở nên hiện đại, không thua kém gì phiên bản súng trường tấn công AK-103 nguyên bản do Nga sản xuất. Đấy, các bạn thấy không, vũ khí có khủng,
có khó đến mấy thì Việt Nam mình vẫn hoàn toàn có khả năng sản xuất, thậm chí là chất lượng cũng không hề thua kém các cường quốc quân sự đâu nhé. Chỉ là bởi người Việt vốn đức tính khiêm tốn và chúng ta không muốn khoe khoang, mà thay vào đó là tập trung vào nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí ngày càng hiện đại hơn, góp phần gìn giữ và bảo vệ chủ quyền đất nước. Mang danh là nước lớn hơn về mọi mặt, thế nhưng Trung Quốc từng rất nhiều lần ngạo nghễ trước quân đội Việt Nam và coi chúng ta chỉ là một tiểu bá. Điển hình trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, nước này từng gần giọng tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam một bài học nhớ đời. Thế nhưng sự thật thì ai đã dạy bài học cho ai? Chắc chắn là chúng ta đều đã rõ câu trả lời rồi đúng không ạ? Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã thất bại, đau đớn, nhục nhã. Song đó không phải là bài học duy nhất dành cho kẻ tự mãn này. Trong 10 năm sau đó, khi mà nước này tỏ ra ngoan cố lì lợm dọc khắp khu vực biên giới nước ta, khiến cho quân ta từng không ít lần phải thẳng tay xử lý thói lì đòn này. Trong đó tiêu biểu là sự kiện một trung đội đặc công Việt Nam đã phá hủy tan tành đài radar siêu hiện đại của quân đội Bắc Kinh, khiến cho đạo quân này phải hoảng loạn khiếp đảm. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bộ đội đặc công Việt Nam đã làm gì với cỗ radar tối tân hiện đại và siêu đất đỏ của Trung Quốc mà khiến cho quân đội nước này phải kinh hồn bạt vía qua chính những lời bình luận của báo chí nước họ nhé. Cụ thể, trong một bài báo được đăng tải trên diễn đàn Baidu của nước này mô tả, một cuộc tấn công lén lút kéo dài 10 phút của một đặc vụ Việt Nam đã kích hoạt cuộc trả đũa xuyên biên giới kéo dài 5 năm của lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc. Bài báo viết, để đạt được ưu thế về hỏa lực pháo binh trong trận chiến biên giới Việt Nam, Trung Quốc đã cho nhập khẩu một radar trinh sát pháo binh Simperlin từ Thụy Điển và Vương quốc Anh vào năm 1984. Đây là loại vũ khí trinh sát pháo binh tiên tiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Một chiếc được cử đến Học viện Pháo binh để đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật, chiếc còn lại được trang bị cho một tiểu đoàn trinh sát khí cụ pháo binh trực thuộc quân khu quân binh, được triển khai từ biên giới Trung Việt dùng để trinh sát các vị trí pháo binh của Việt Nam. Song dù được đánh giá là loại radar tối tân hiện đại bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, nhưng chỉ sau chưa đầy 2 tháng được triển khai tới biên giới Trung Việt, radar Simperlin đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của lực lượng đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc tấn công đã làm dấy lên sự giận dữ của quân đội cấp cao Trung Quốc và vụ việc này cũng trở thành ngòi nổ của một trận đánh bom trinh sát quy mô lớn ở biên giới Trung Việt. Theo bài báo, vào tháng 4 năm 1984, phía Trung Quốc khôi phục được các vị trí phòng tuyến ở biên giới Việt Nam và bắt đầu chuyển sang thế phòng ngự. Do địa hình địa phương phức tạp lại có sự chênh lệch lớn về độ cao, nên loại vũ khí hạng nặng được quân đội Việt Nam sử dụng nhiều nhất đó là súng gối. Bộ đội Việt Nam rất nhạy bén cho việc tận dụng lợi thế địa hình để chế tạo mục tiêu giả, điểm phóng giả, khiến cho quân Trung Quốc không ít lần lãng phí đạn pháo. Kết quả là mặc dù trong các cuộc giằng co, Việt Nam đã bị thiệt hại khá nhiều súng cối, thậm chí là nước này còn thống kê được rằng Việt Nam đã bị phá hủy gần như toàn bộ số súng cối được trang bị, nhưng không hiểu là bộ đội Việt Nam vẫn lấy đâu ra súng để bắn vào quân họ. Trung Quốc cho biết thời điểm đó quân đội nước họ thường xuyên cử cán bộ trinh sát pháo binh có thiết bị liên lạc ngắm bắn lên và hậu cứ quân đội ta để tiến hành chỉ thị mục tiêu trinh sát. Nói chung là cũng đạt được một số kết quả, nhưng dẫu vậy thì cán bộ trinh sát pháo binh của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro khi tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Vì thế, phía Trung Quốc đã tiến hành triển khai radar trinh sát chạm số Simperlin nhập khẩu ra tiền tuyến. Như đã nói thì thời bấy giờ Simperlin được giới quân sự đánh giá là loại radar tối tân hiện đại nhất thế giới. Đây là loại radar trinh sát súng cối tầm ngắn thế hệ thứ hai do công ty nhà cụ điện của Anh phát triển vào những năm 1960, ban đầu được trang bị cho quân đội Anh vào năm 1973, sau đó là quân đội Liên bang Đức và 16 quốc gia NATO khác. Radar Simperlin có phạm vi phát hiện khoảng 10 km đối với súng cối 81 ly và 14 km đối với súng cối 120 ly. Nguyên tắc hoạt động là phát hiện quỹ đạn đạo cối của địch, tính toán vị trí đặt pháo của địch, hướng dẫn pháo binh của ta đối phó, phản ứng nhanh, độ chính xác cao, khiến cho đối phương lúng túng. Một số cựu chiến binh của Trung Quốc từng nói rằng, đạn pháo của quân đội Việt Nam chưa hạ cánh thì đạn pháo phản công của quân đội Trung Quốc đã bị bắn ra. Tất nhiên, điều này là chủ quan và phóng đại, nhưng nó phản ánh chân thực sức mạnh của radar Simperlin của Trung Quốc. Trung Quốc đã sử dụng radar Simperlin để dò quỹ đạo súng cối của bộ đội Việt Nam.
sau đó thì thực hiện các phép tính để xác định chính xác vị trí đặt cối của quân ta, từ đó dẫn đường cho bộ đội pháo binh đánh vào Việt Nam. Với ưu điểm vượt trội là các tính năng tiên tiến cùng sự phản ứng nhanh nhạy của radar Zeppelin đã giúp cho quân đội Trung Quốc giành nhiều ưu thế trên mặt trận biên giới hai nước, do đó mà càng khiến cho sức mạnh ưu việt của thiết bị này trở nên nổi tiếng. Song radar Zeppelin nổi tiếng ở mặt trận biên giới Việt Trung không chỉ bởi sự bí ẩn và kỳ diệu của thiết bị nhập khẩu này, mà còn bởi một sự kiện mà Trung Quốc gọi đó là sự cố khiến cho Bắc Kinh trực tiếp báo động. Đó là cuộc tấn công vào radar Zeppelin của các chiến sĩ bộ đội đặc công Việt Nam bắt đầu từ đêm ngày 4 tháng 7 năm 1984. Bài báo thuật lại, 23 giờ ngày 4 tháng 7 năm 1984, một trung đội đặc công thuộc Đại đội 7 Tiểu đoàn 406 Trung đoàn 821 Bộ đội đặc công Việt Nam đã bí mật đột kích vào trận địa của quân đội Trung Quốc, lợi dụng kẽ hở phòng ngự giữa binh đoàn 14 và trung đoàn 15 Tiền Tiêu. Đặc công Việt Nam đã chia thành 4 tổ để đột nhập tấn công. Cụ thể, sau một ngày thám thính nghiên cứu tình hình trận địa đến nửa đêm ngày 6, 4 tiểu đội của lực lượng đặc công Việt Nam đột nhập được vào vị trí của quân Trung Quốc. Trong đó, một tiểu đội tấn công vào quân đội Trung Quốc bằng súng cối hạng nặng 160 ly và một tiểu đội khác tấn công vào vị trí của Đại đội 9 Trung đoàn 122 thuộc Sư đoàn 41 của Trung Quốc. Hai tiểu đội còn lại từ cánh trái và cánh phải tấn công vào vị trí radar Zeppelin mà nước này đã bố trí. Đến 2 giờ 30 phút sáng, phía Việt Nam đồng loạt nổ súng tấn công và nhanh như chớp chỉ sau 10 phút, Trung đội đặc công Việt Nam đã phá hủy được đài radar Zeppelin tối tân đầy thực đắc của quân đội Trung Quốc, đồng thời gây ra cả thiệt hại về lực lượng. Chỉ 10 phút ngắn ngủi thế nhưng bộ đội đặc công của Việt Nam đã khiến cho quân đội Trung Quốc một phen kinh hãi hoảng loạn. Bài báo có đoạn bình luận rằng, sau trận này quân đội Trung Quốc phải thừa nhận cách đánh của đặc công Việt Nam và dạng kinh điển của đặc công. Chỉ dùng lựu đạn, mìn định hướng, rocket và nhựa trong trận đánh như thuốc nổ, vậy là lại có thể gây ra tổn thất lớn cả về nhân lực và trang bị kỹ thuật của Bắc Kinh. Hơn nữa, điều tồi tệ là ở vị trí quan trọng như vậy mà quân đội Trung Quốc lại mắc một sai lầm vừa cơ bản vừa nghiêm trọng về kỷ luật nơi chiến trường. Đó là việc thay đổi người canh gác, người thi hành công vụ ngủ quên, không đánh thức người kế nhiệm, còn cán bộ trực ban thì không thực hiện đúng quy chế canh gác. Lính gác vắng mặt để tạo cơ hội tốt cho đối phương dễ dàng tấn công, phá hủy đài radar, gây thương vong nhiều binh lính Trung Quốc. Để vớt vát bộ mặt và trấn an lại tinh thần binh lính, họ nói rằng may mắn là quân đội Việt Nam không nhận ra đó chính là radar Zeppelin mà chúng ta vốn dĩ rất ghét nên đã không làm hỏng các bộ phận chủ chốt. Vậy nên sau khi sửa chữa thì chiếc radar vẫn tiếp tục được đưa vào tác chiến. Hiện sự kiện radar Zeppelin được đặc công Việt Nam tấn công phá hỏng đã gây chấn động toàn mặt trận biên giới lúc bấy giờ. Các bạn thân mến, thực tế là ngay từ trước khi có những vụ tấn công giòn giã trên mặt trận biên giới Việt Trung, quân đội Bắc Kinh đã không ít lần bày tỏ sự bái phục về tài nghệ và sự thiện chiến của lực lượng đặc công Việt Nam. Trang mạng China của nước này từng kinh ngạc khi đặc công Việt Nam được giới phân tích quân sự đánh giá là có năng lực tác chiến không hề kém cạnh các lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng thế giới của Mỹ, Anh và còn là lực lượng đặc biệt duy nhất ở châu Á được xếp vào danh sách này. Các thành tích nổi bật của đặc công nước Việt Nam có thể kể đến việc tiêu diệt hàng chục tàu chiến địch trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có cả tàu chở dầu trọng tải hàng chục ngàn tấn đánh chiếm cảng Sihanouk trong chiến tranh diệt Pol Pot ở Campuchia và nhiều thành tích khác. Hiện nay bộ đội đặc công Việt Nam đã được trang bị thêm nhiều vũ khí hạng nặng như tên lửa chống tăng, xe thiết giáp lội nước. Hải quân Việt Nam chủ trương huấn luyện bộ đội đặc công nước trở thành đội tiên phong trong tác chiến đổ bộ biển đảo hiện nay. Mục đích tác chiến là hoàn thành vai trò cú đấm thép trong các trận chiến quan trọng đánh vào đầu não địch. Trong môi trường tác chiến hiện nay, thì bên cạnh các phương tiện truyền thống được đúc kết qua nhiều năm, thì còn có sự hiện diện của các loại hình tác chiến mới đem lại hiệu quả tối ưu cho cục diện. Một trong số đó chính là tác chiến trên máy bay không người lái UAV. Và quả thật là không hổ danh là các cường quốc quân sự hàng đầu trên thế giới, Mỹ, Nga hay Trung Quốc cũng đang trên con đường chạy đua với nhân vật mới này. Song nếu như các bạn đang nghĩ là UAV có lẽ là chỉ thích hợp với các quốc gia lớn mạnh thì bạn đã hơi nhầm rồi đấy. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì mới đây dư luận đã được một phen xôn xao khi Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức trình làng chiếc UAV Made in Việt Nam. Thế nhưng không phải là UAV bình thường đâu, mà nó là loại UAV tấn công mang tên lửa khủng đấy các bạn ạ.
Vậy thì thực hư là như thế nào? Nếu như bạn cũng đang tò mò thì hãy cùng với Tin Mới đi khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Câu chuyện là trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 năm ngoái, hàng loạt vũ khí khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lần lượt được giới thiệu và tạo ra một cú sốc cho những người quan tâm quân sự Việt Nam cả trong và ngoài nước. Bởi trong triển lãm lần này, ngoài quy tụ biệt đội siêu tăng T-62, T-54, T-90 thì nó còn là lần đầu tiên quốc phòng Việt Nam trình làng chiếc UAV mới nhất do tập đoàn Viettel sản xuất. Nếu chỉ là chiếc UAV bình thường thì cũng chẳng đáng bàn làm gì. Thế nhưng mà đây lại là chiếc UAV đầu tiên của Việt Nam có khả năng mang cả tên lửa dẫn đường đấy các bạn ạ. Và mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng không khó để chúng ta có thể nhận ra chiếc UAV made in Việt Nam này mang nét nó giống với UAV Event của Quốc phòng Israel. Phía trước UAV là cái đầu giống như đầu cá heo, là nơi chứa bộ não của toàn bộ chiếc máy bay, trong đó chứa cảm biến hình ảnh hồng ngoại và hệ thống điều khiển thông tin liên lạc. Và vì là chiếc máy bay không người lái cỡ trung cho nên chiếc UAV Việt này có chiều cao trên 2m, nếu tính cả chiều cao đuôi với độ sải cánh rơi vào tầm trên 15m. Nếu các bạn quan sát kỹ sẽ thấy phần trên cánh có một mấu cứng. Phần đó chính là nơi để treo tên lửa giống như thiết kế của các loại máy bay tiêm kích UAV tấn công khác. Vậy cho nên mặc dù chưa được công bố chính xác về việc chiếc UAV này có được trang bị vũ khí hay không, nhưng từ những đặc điểm này thì chúng ta có thể xác nhận có tới trên 60% là chiếc UAV này có khả năng mang tên lửa hoặc không thì tương lai chắc chắn sẽ mang được. Cũng từ đó mà một vấn đề cốt yếu được đặt ra là nếu như chiếc UAV này mang được tên lửa thì chúng sẽ được sử dụng tên lửa loại nào đây nhỉ? Và lúc này thì mọi sự chú ý đều dồn vào tên lửa chống tăng không đối đất Nimrod, một sản phẩm của tập đoàn công nghiệp hàng không IAI của Israel. Bởi vì trước đó vào năm 2018, tập đoàn IAI của Israel đã tích cực chào bán UAV Hedron, phiên bản Iron cho Việt Nam, mà Iron với tên lửa Nimrod vốn đã là cặp bài chủ quá nổi tiếng trên thế giới rồi. Cho nên là khi Việt Nam đặt dấu hỏi về tên lửa gắn với UAV thì đương nhiên Nimrod sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá rồi. Theo những nguồn tin từ mấy bác chuyên gia quốc phòng thì Nimrod là tên lửa chống tăng hạng nặng, nó được thiết kế để phóng từ máy bay cánh cố định, trực thăng hoặc là xe thiết giáp. Ngoài nhiệm vụ chính là chống tăng thì loại tên lửa này còn có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất cũng như là tàu xuồng cỡ nhỏ nữa. Tên lửa Nimrod dẫn đường bằng laser bán tự động khi bắn trực tiếp hoặc không đường ngắm thẳng thông qua sự chỉ thị mục tiêu từ nguồn phát. Nó hoạt động được cả ngày lẫn đêm với tầm bắn từ 300 đến 36.000m. Bên cạnh đó thì Nimrod còn là loại tên lửa có kích cỡ vô cùng gọn nhẹ với chiều dài 2,6m, đường kính thân 170mm và trọng lượng phóng là 100kg. Cho nên là với kích cỡ gọn gàng này chính là điểm cộng cho Nimrod. Ngoài ra còn có một ứng cử viên sáng giá khác, đó là tên lửa đối công AV của Nga. Loại tên lửa này có chiều dài 1/8, độ sải cánh 360mm, đường kính thân là 130mm, trọng lượng khi phóng nhẹ hơn Nimrod khi chỉ có 49g thôi và tầm bắn khoảng 400-8.000m tùy vào từng biến thể. Thế nhưng mà đó mới chỉ là những dự đoán thôi, còn chính xác như thế nào thì chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất Viettel mà thôi các bạn ạ. Song với những tín hiệu này thì cũng đã cho thấy nền kỹ thuật quốc phòng của Việt Nam đã có được những bước tiến vượt bậc rồi đúng không nào? Bởi vì trước kia chúng ta cũng có sản xuất UAV đấy, nhưng mà Viettel cũng được coi là cái nôi của UAV made in Việt Nam. Rất nhiều biến thể UAV hiện đại mà không hại điện đã được ra đời dưới bàn tay khối óc của các kỹ sư Viettel. Và một trong những cái tên nổi bật có thể kể đến đó là máy bay không người lái VT-Swift. Chiếc máy bay không người lái này đã được trang bị động cơ điện giúp giảm tiếng ồn khi hoạt động. Ngoài ra thì nó còn được thiết kế cất hạ cánh hoàn toàn tự động bằng máy phóng lưới thu, khả năng tích hợp bộ định vị trí GPS chính xác và tin cậy, giúp cho VT-Swift có thể bay theo nhiều điểm định trước, đặc biệt là với tầm bay tới 50km thì hệ thống thông tin sẽ có nhiệm vụ đảm bảo tính bảo mật cũng như là liên hệ liên tục kết nối với trạm mặt đất. Ngoài ra thì VT-Swift được trang bị hệ thống camera với độ phân giải cao giúp theo dõi và giám sát các hoạt động dân sự hiệu quả. Hay là một nhân vật nổi bật khác đó chính là chiếc UAV VT Pigeon.
Chiếc ùa về trinh sát hạng nhẹ VT Vision được chế tạo từ composite, có sải cánh 3,3m, trọng lượng cất cánh là 26kg, bay tự động với khả năng truyền thông tin, hình ảnh theo thời gian thực. Ngoài ra thì chiếc UAV này còn có khả năng bay với vận tốc 100-150 km/h, cự ly hoạt động 50 km, trinh sát bằng camera quang hồng ngoại với định dạng Full HD, có thể nhận dạng và phân biệt mục tiêu người lính trong khoảng 600m. Thế nhưng mà tất cả đều chỉ sử dụng được cho những nhiệm vụ trinh sát và phạm vi hoạt động còn hạn chế, cho nên là việc nâng cấp chiếc UAV từ chỉ có nhiệm vụ trinh sát lên tới UAV có khả năng tấn công là điều hết sức cấp thiết, mà nhất là lại còn trong tình hình nhiễu loạn ở Biển Đông như hiện nay. Bởi vì như các bạn đã biết thì hiện nay những diễn biến về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ngày càng phức tạp và khó lường hơn. Anh bạn Trung Quốc sau một thời gian im hơi vì dịch bệnh cũng đã bắt đầu quay trở lại với đường đua Biển Đông. Cụ thể thì vào tháng trước, Trung Quốc đã điều 220 tàu cá tập kết tại bãi đá Ba Đầu từ quần đảo Trường Sa của Việt Nam với mục đích là để gia tăng sự hiện diện của Bắc Kinh trong khu vực. Mặc dù Việt Nam và quốc gia có chủ quyền đã lên tiếng, thế nhưng mà anh bạn này vẫn có vẻ vẫn tỏ thái độ giả câm giả điếc và nói không được thì buộc chúng ta phải hành động thôi. Vậy nên là Việt Nam với cương vị là quốc gia có chủ quyền trong Biển Đông đã có những biện pháp để ngăn chặn những hành động bành trướng của anh bạn láng giềng này. Và việc phát triển UAV Việt Nam chính là một minh chứng rõ nét cho điều này, chứng tỏ là chúng ta đang tăng cường và cải thiện năng lực trinh sát cho các vấn đề trên Biển Đông. Có thể nói là Việt Nam đã nhận thức được rõ tầm quan trọng của máy bay không người lái trong chiến tranh công nghệ thời đại mới, cho nên là việc quân đội ta chú trọng phát triển UAV, đặc biệt là hướng tới các loại UAV vũ trang là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, giúp nâng cao khả năng tấn công cũng như là phòng thủ toàn diện, đặc biệt là trước một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào với anh bạn Trung Quốc này. Từ đó mà chúng ta cũng thấy được rằng Việt Nam giờ đây không cần mua lại UAV từ các nhà sản xuất nước ngoài nữa, mà chúng ta đã có thể tự chế tạo trong nước được rồi. Và mặc dù là việc tự phát triển và tích hợp vũ khí không đối đất cho các ứng dụng UAV vẫn còn là một thách thức đối với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có quyền đặt niềm tin tưởng vào sự sáng tạo và học hỏi không ngừng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đúng không nào các bạn? Nếu như máy bay chiến đấu được mệnh danh là pháo đài thép trên không, tàu sân bay được xem là pháo đài thép trên biển, thì trên mặt trận bộ binh, danh hiệu uy lực này được dành cho những cỗ xe chiến đấu bọc thép gai góc, dũng mãnh. Cho nên là không khó hiểu khi mà có rất nhiều quốc gia trên thế giới coi đây là loại phương tiện chiến đấu nòng cốt để bảo vệ an ninh, vận mệnh đất nước và không nằm ngoài cuộc đua củng cố quốc lực bằng những cỗ thiết giáp dũng mãnh. Quốc phòng Việt Nam hiện đang sở hữu dàn chiến đấu thép uy lực hàng đầu xứ Đông Dương. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và chiêm ngưỡng top 5 pháo đài chiến đấu bọc thép bất khả chiến bại hiện đang được biên chế trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Mời các bạn khán giả cùng theo dõi nhé! Trong biên chế của quân đội nhân dân Việt Nam, hiện tại có hàng chục loại xe thiết giáp khác nhau, trong đó đông đảo nhất phải kể tới xe thiết giáp chở quân BTR-60 với khoảng 500 chiếc trong biên chế. Theo công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, toàn bộ số thiết giáp này được Liên Xô viện trợ cho chúng ta trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tới nay, sau nhiều năm, phần lớn vẫn hoạt động tốt. Thiết giáp bánh lốp BTR-60 hữu dụng với quân đội nhân dân Việt Nam bởi khả năng lội nước rất tốt, phù hợp với địa hình của nước ta. Khi lội nước, loại thiết giáp này có thể di chuyển với tốc độ đạt 10 km/h. Còn khi di chuyển trên cạn, tốc độ của BTR-60 có thể gấp 8 lần tốc độ lội nước, đạt tới 80 km/h. Với khả năng lội nước tốt và mang theo được số lượng binh lính nhiều, thiết giáp BTR-60 được trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ, làm phương tiện vận tải đổ bộ đường biển. Xe có chiều dài 7,56m, rộng 2,82m và cao 2,06m. Điểm hạn chế hiếm hoi của loại thiết giáp này khi thực hiện nhiệm vụ đổ bộ, đó là xe không được trang bị cửa phía sau. Lính trong xe khi ra vào, phương tiện phải thông qua các cửa nắp. Tuy nhiên, bù lại trên xe được bố trí nhiều lỗ trong may, cho phép binh lính có thể khai hỏa ra xung quanh xe, thông qua các lỗ trong may này. Hơn nữa, do sử dụng bánh lốp và có tải trọng khá nhẹ, nên là BTR-60 thường xuất hiện trong khu vực đô thị, tham gia nhiệm vụ giữ gìn an ninh nội đô, trong các dịp trọng đại hoặc ứng phó với ngập úng thiên tai. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng dàn xe tăng bay T-90S được nước bạn Nga chuyển giao cho lực lượng lục quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ đầu năm 2019. Sở dĩ gọi là xe tăng bay bởi vì T-90S được trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh.
hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, đặc biệt là hệ thống giáp bảo vệ có khả năng chống được hầu hết các loại vũ khí chống tăng hiện đại và có tính cơ động cao. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ của xe tăng được tích hợp cảm biến chiếu xạ laser 360 độ, giúp xe tăng tự động kích hoạt các biện pháp phòng vệ khi bị đối phương nhắm bắn. Những yếu tố này giúp cho dòng xe tăng chủ lực T-90 và phiên bản nâng cấp của nó xứng đáng là dòng tăng tốt nhất thế giới. Thiết giáp này có trọng lượng 46,5 tấn, động cơ V92 của T-90S có công suất 1.000 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa lên tới 60 km/h, tầm hoạt động lên đến 550 km. Vũ khí chính của T-90S là pháo nòng trơn 2A46M125mm, được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng và nạp đạn tự động mới nhất, giúp pháo có tốc độ bắn cao khoảng 7-8 phát một phút, đồng thời bắn được nhiều loại đạn khác nhau như là đạn xuyên giáp, đạn nổ, đạn ghém. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị vũ khí phụ là một khẩu súng máy đồng trục PKA 7,62 ly đặt cạnh nòng pháo chính, đạn liên phòng không được điều khiển ở trong xe. Xạ thủ có thể ngắm bắn khi đang ngồi phía trong xe tăng mà không cần phải nhô người ra ngoài tháp pháo, giúp giảm khả năng thương vong. Trong thập kỷ vừa qua, T-90S đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí. Chia tay với những cỗ xe tăng T-90S, chúng ta cùng chiêm ngưỡng dàn pháo đài bọc thép chống khủng bố đầy uy lực của lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam. Xe bọc thép Shinjiro S5, xe bọc thép S5 có trọng lượng không tải hơn 10 tấn, phía trước có vệ số 12L7, xe dùng hộp số 6 cấp của JF Đức, khả năng cơ động việt dã rất tốt, cấu hình dẫn động hai cầu chủ động, tốc độ tối đa đạt 100 km/h, khi chạy trên đường hiểm trở đạt 35 km/h và có dự trữ hành trình theo nhiên liệu khoảng 800 km, với thùng nhiên liệu bên trong có dung tích 200 lít. Nóc xe có chỗ gắn súng và gắn 14 ống phóng quả nổ chống tia hồng ngoại. Toàn bộ thân xe được bọc thép có khả năng chống đạn chuẩn B7, chuẩn cao nhất của châu Âu đối với các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Đáy xe được thiết kế dạng trụ V, giúp hạn chế sức công phá của các loại vật liệu nổ như mìn, lựu đạn, vật liệu nổ tự chế. Đặc biệt, thiết giáp này còn có khả năng chống được các loại mìn có dung lượng nổ tới 6,8 kg TNT. Xe cũng được trang bị bộ lốp đặc biệt. Khi bị trúng đạn, lái xe vẫn có thể điều khiển xe chạy bình thường ở tốc độ 60 m/h. Ngoài ra, lốp còn có khả năng tự điều chỉnh hơi để chạy được với 4 chế độ đường cao tốc, đường cát, đường bùn và đường phức tạp. Với uy lực và sự kiên cố như một thành trì di động, pháo đài thép S5 được nhiều quốc gia trên thế giới trang bị cho lực lượng cảnh sát, an ninh nội địa để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, bạo loạn, trinh sát, hộ tống hoặc làm khung gầm để tích hợp nhiều hệ thống vũ khí, khí tải quân dụng khác. Và nếu các bạn chưa biết thì xe bọc thép S5 này chính là một trong số những siêu xe lực sĩ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019. Sự kiện chính trị trọng đại này cũng là dịp để dư luận quốc tế được mãn nhãn với phương tiện thiết giáp siêu tối tân hiện đại của các lực lượng an ninh quốc phòng Việt Nam. Bởi không chỉ có Shinjiro S5 trong dàn siêu xe lực sĩ bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều khi đó, còn có sự góp mặt của Ram-2000MK3, xe bọc thép có hỏa lực mạnh nhất của công an Việt Nam. Ram-2000MK3 là phiên bản mới nhất, là dòng xe bọc thép cơ động đường không do AIA, công ty công nghiệp quốc phòng hàng đầu Israel chế tạo. Chúng có các đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội như khả năng chống đạn và kháng mìn tốt, dễ dàng tích hợp được nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, khả năng việt dã tốt, đủ sức vượt mọi loại địa hình từ bùn lầy, các sa mạc hay đồi núi gập ghềnh. Điểm đặc biệt nhất của Ram-2000MK3 là chúng được trang bị lớp giáp thép công nghệ cao, có khả năng kháng mìn và chống được đạn xuyên giáp cỡ 7,62 ly hoặc hơn nữa. Trong trường hợp bánh xe đè trúng mìn, vụ nổ có thể khiến cho bộ phận chuyển động và bánh xe băng ra. Thế nhưng, thân xe bọc thép thì vẫn còn nguyên vẹn, động cơ nằm phía sau là một sự lựa chọn tối ưu và hết sức độc đáo. Nếu như gặp sự cố, cả cụm động cơ có thể được kíp xe thay thế ngay ngoài chiến trường. Trong vòng chưa đến 2 giờ đồng hồ, Ram-2000MK3 có nhiều biến thể như là xe bọc thép chở quân, xe chỉ huy, xe trinh sát, xe mang tên lửa và pháo, khung gầm của loại tổ hợp phòng không, pháo cối hay thậm chí là xe đặc chủng cho các lực lượng phản ứng nhanh đặc biệt hoặc biến thành xe phóng thang cơ động.
xe có thể được trang bị 3 khẩu súng trên nóc xe, bao gồm một đại liên DKSH 12,7 ly hoặc là tương đương ở phía trước và hai khẩu súng trung liên PKM 7,62 ly hai bên. Đây là những loại súng quân dụng có hỏa lực cực mạnh, có sức công phá lớn, đủ sức để trấn áp và tiêu diệt bất cứ loại mục tiêu nào. Chính vì thế, Ram 2000 Mk 3 được mệnh danh là những chiếc xe bọc thép có hỏa lực mạnh nhất của Công an Việt Nam. Và chủ cuối trên những cỗ xe bọc thép tối tân nhất mà Việt Nam hiện đang sử dụng đó là lực sĩ bọc thép Hummer H2, đặc chủng của Bộ Công an. Lực sĩ này có khả năng chống đạn tới cấp 16 theo chuẩn châu Âu, tương đương với chuẩn NEG3 của Mỹ, tức là nó có thể chịu đựng được các loại đạn cực mạnh, thường dùng trên những khẩu tiểu liên và các loại súng trung liên. Ngoài ra, nó cũng có thể chống được đạn và mạch văng, mìn, các loại có đương lượng nổ cỡ 8-10 kg, thuốc nổ tên TNT ở khoảng cách vài mét. Hummer H2 có khả năng vượt chướng ngại vật cao 508mm và lội nước sâu tới 1016mm. Chiếc xe còn có thể leo dốc với độ dốc 60% và đạt tốc độ tối đa 190km/h. Toàn bộ khu vực quanh hành khách của chiếc xe này được bọc thép và các vật liệu composite nhẹ, có khả năng chống đạn. Toàn bộ kính xe nguyên bản đã được dỡ bỏ, thay vào đó là kính chống đạn tiêu chuẩn tương đương với lớp giáp thép của xe. Các cửa và khung thân xe đều được gia cố bằng các lớp thép và vật liệu composite nhẹ. Bên cạnh đó, các khu vực như thùng nhiên liệu, bình ắc quy và máy tính trung tâm đều được bọc thép bên cạnh các tấm thép bảo vệ xung quanh bộ tản nhiệt phía trước động cơ. Lốp xe là loại Runflex cao cấp, đảm bảo xe vẫn duy trì được tốc độ cao ngay cả khi bị thủng mà vẫn có thể điều khiển dễ dàng. Những chiếc xe bọc thép Hummer H2 đặc chủng này có những thiết bị tiêu chuẩn như là điều hòa không khí tự động, khóa trung tâm, hệ thống kiểm soát hành trình, ghế sửa điện, cửa kính điện, nội thất da cao cấp, cũng như là hệ thống định vị dẫn đường, cảm biến độ xe cùng hệ thống lái trợ lực. Và đó chính là tên tuổi của 5 loại xe bọc thép tối tân hiện đại bậc nhất trong trang bị phương tiện chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.